Thuận Châu là vùng đất có truyền thống lịch sử văn hóa mang đậm đà bản sắc các dân tộc vùng núi Tây Bắc. Tận dụng những tiềm năng lợi thế đó, trong những năm qua, huyện Thuận Châu đã tập trung phát triển du lịch, trở thành điểm đến hấp dẫn, an toàn của du khách trong và ngoài tỉnh. Phấn đấu giai đoạn 2021-2025, tổng số lượt khách du lịch đạt 1 triệu lượt, doanh thu từ dịch vụ du lịch đạt 70 tỷ đồng. Để đạt được mục tiêu đề ra từ đầu nhiệm kỳ đến nay, huyện Thuận Châu đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó đã tổ chức giả soát, bổ sung khu du lịch đèo Pha Đin và quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, bổ sung vào quy hoạch xây dựng vùng liên huyện dọc quốc lộ 6 trên địa bàn tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 với quy mô khoảng 500 ha gồm các hạng mục như khu tâm linh, khu di tích lịch sử quốc gia Đèo Pha Đin, khu du lịch Pha Đin Tốt, khu du lịch sinh thái khám phá trải nghiệm, khu du lịch cộng đồng bản, khu dịch vụ tổng hợp. Cùng với đó, huyện Thuận Châu đã làm việc với Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị triển khai dự án xây dựng công trình chùa thuộc phạm vi quy hoạch khu tâm linh Đèo Pha Đin, thống nhất với hội Phật giáo tỉnh Sơn La về phương án, lộ trình kế hoạch triển khai thực hiện, đồng thời tổ chức các đoàn học tập kinh nghiệm về phát triển du lịch cộng đồng tại xã Ngọc Chiến, huyện Mường La và huyện Phong Thổ tỉnh Lai Châu để phát triển du lịch cộng đồng tại các xã Phổng Lái và Mường É. Du lịch Thuận Châu phát triển đã và đang thu hút đông đảo du khách đến tham quan trải nghiệm. Lũy kế từ năm 2021 đến nay, tổng lượt khách du lịch đạt 180.000 lượt, doanh thu từ dịch vụ du lịch đạt 11,1 tỷ đồng. Riêng năm 2023, huyện Thuận Châu phấn đấu thu hút trên 130.000 lượt khách du lịch, trong đó số khách lưu trú là 20.000 lượt, doanh thu du lịch đạt gần 9,5 tỷ đồng.